Video cho thấy quân nhân gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đang an toàn, tin tổng hợp. Video đưa lên một trang web xã hội cho thấy là 6 quân nhân phi luật tân thuộc lực lượng UNDOF đang ở trong tình trạng an toàn. Trong khúc video, những quân nhân phi luật tân nói rằng là họ đã bị kẹt trong một vụ thả bom và pháo kích của quân đội chính phủ Al-Assad, nhưng hiện giờ đã an toàn. Một quân nhân nói là họ là nhân viên của Liên Hiệp Quốc đang an toàn. Quân đội tự do đã đối xử rất tốt và tử tế. Hiện giờ chưa thể về vì quân đội chính phủ đang còn thả bom. Đối với gia đình, xin gửi lời nhắn sẽ sớm gặp lại. Một người khác nói, ông ta là hạ sĩ Evangelista, phục vụ cho Liên Hiệp Quốc. Trong lúc đơn vị di chuyển bị thả bom, được dân chúng giúp đỡ đưa tới nhiều nơi khác nhau, đối đãi rất tốt. Đừng quá lo lắng, mọi người đều an toàn. Ông Rami Abdel Rahman là phát ngôn viên của Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria cho biết, một phát ngôn viên của binh đoàn Yarmouk nói rằng, những quân nhân gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đang được giữ như là khách quý tại làng Jamla, một ngôi làng nằm cách đường biên giới Golan Heights khoảng 1 cây số. Sau khi ông tiếp xúc với phát ngôn viên binh đoàn, ông Abdel Rahman nói rằng, dân quân đòi quân đội Al-Assad rút khỏi khu vực, những người khách quý mới có thể ra đi.